Thưa quý vị, với mỗi địa phương, mỗi đảng bộ qua một nhiệm kỳ đều ghi dấu những thành quả trong xây dựng phát triển. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đất Đỏ tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đảng bộ huyện khóa 11 đặt ra. Thực hiện hiệu quả nghị quyết, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Và thành quả nhiều ý nghĩa là ở năm cuối của nhiệm kỳ, Đất Đỏ đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đảng bộ huyện lần thứ 11, kinh tế Đất Đỏ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân trên 9,2% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp giảm còn 35%, thương mại dịch vụ chiếm gần 22%, công nghiệp xây dựng tăng đến gần 44%. 5 năm qua, huyện Đất Đỏ đã đầu tư khởi công mới khoảng 237 công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng. Những công trình đưa vào sử dụng đã tác động sâu rộng đến đời sống dân sinh, tiếp tục thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển của địa phương. Khai thác triệt để lợi thế của địa phương như có bờ biển kéo dài, có nhiều di tích, danh thắng giàu bản sắc, đảng bộ chính quyền huyện Đất Đỏ thúc đẩy các điều kiện phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào du lịch. Toàn huyện hiện có 23 cơ sở lưu trú với 589 phòng, 351 căn biệt thự cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng cao của nhiều đối tượng du khách. Tổng doanh thu du lịch tính từ năm 2016 đến nay đạt gần 500 tỷ đồng. Nông nghiệp trên địa bàn huyện được phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng giá trị sản xuất bình quân đạt 82 triệu đồng một hecta. Vùng sản xuất lúa năng suất cao được quy hoạch trên 2.700 hecta. Vùng chuyên canh cây ăn quả có 258 hecta. 6 trên 6 xã nông thôn Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới và văn hóa nông thôn mới, trong đó 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Huyện Đất Đỏ cũng hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Đất Đỏ cũng từng bước cơ cấu lại ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản, khuyến khích ngư dân chuyển đổi sang đánh bắt xa bờ. Công suất bình quân tàu thuyền trên địa bàn vào năm 2020 đạt 369 mã lực một chiếc, tăng 153 mã lực so với năm 2015. 47 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển được thành lập, tổng sản lượng khai thác hải sản 80.000 tấn một năm. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng dần hình thành. Đến nay, khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đã thu hút 31 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 11,56%. Cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An tỷ lệ lấp đầy 73,12%. Kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân gần 13% một năm. Phát triển kinh tế luôn đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội. Quan điểm này được đảng bộ, chính quyền huyện Đất Đỏ đặt thành nhiệm vụ xuyên suốt ở mọi giai đoạn, các nhiệm kỳ. Ở nhiệm kỳ 2015-2020, cả 12 chỉ tiêu liên quan đến an sinh, văn hóa, xã hội đều được đảng bộ, chính quyền huyện Đất Đỏ nỗ lực hoàn thành và vượt mức nghị quyết đặt ra. 5 năm vừa rồi thì dân hết sức là thỏa mãn, những cái hộ nghèo cũng vậy. Những cái người mà nghèo khó khăn hiện giờ ta cũng vượt lên. Vượt lên là coi như có những cái hộ làm giàu chính đáng. Là vì cái con cái người ta lớn rồi, có điều kiện làm ăn thì tất nhiên là coi như người ta... từ đó người ta phát triển được. Cái thái quá nhìn chung của toàn huyện thì cái nền kinh tế là phát triển tương đối tốt, nhà cửa rồi là nói chung là đời sống nhân dân là tương đối toàn diện phát triển. Với cái nghị quyết đại hội đề ra thì trong 5 năm qua phải nói rằng dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị thì đã thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 11 đạt được một số kết quả đáng kể. Ghi dấu 15 năm thành lập cũng là ghi dấu thêm một nhiệm kỳ đầy nỗ lực để xây dựng phát triển Đất Đỏ thành huyện nông thôn mới, thành một trong những trung tâm du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư sát sao của tỉnh, đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa 11 đã thấu đáo linh hoạt lựa chọn những vấn đề gắn liền với đời sống nhân dân để ban hành các nghị quyết,
xác định khâu đột phá, tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Và thành quả thấm đẫm nhiều công sức, nhiều ý nghĩa là tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ, thời điểm 2016 chiếm gần 12%, thì đến năm 2020, hộ nghèo xét theo tiêu chí đa chiều giảm còn 0,8%. 95% gia đình chính sách trên địa bàn có mức sống từ trung bình trở lên. Các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được phụng dưỡng chu đáo,